Anh chị đang tìm kiếm một căn hộ, một ngôi nhà ở gần biển và tài chính chỉ tầm khoảng 1 tỷ 2 đổ lại. Xin chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em Kim Châu. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị về một chung cư ở gần biển thành phố Nha Trang và gần chợ, gần các tiện ích dân sinh. Đó chính là chung cư BH thuộc vườn Vĩnh Trường. Vị trí tòa chung cư này gồm cao 26 tầng và nằm một vị thế rất là đẹp, có bốn mặt tiền đường và từ vị trí căn hộ BH có thể là di chuyển ra hướng biển là hướng đông, hướng chính đông là khoảng là cây số thôi nha các anh chị. Thì di chuyển tầm khoảng là chưa tới 5 phút di chuyển rất là gần để cho các anh chị có thể là thuận tiện đi tắm biển và mua chợ hải sản. Phía sau lưng của căn hộ BH Nha Trang là có một cái chợ Bình Tân và chợ Cô Bé, là một cái khu chợ rất là nhiều chợ hải sản tươi, đó là thuận tiện cho các anh chị có thể là an cư sinh sống, tắm biển, nghỉ ngơi và ăn đồ hải sản tươi ngon. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu tổng quan về dự án chung cư BH Nha Trang. Thì tòa ở đây là có 1.440 căn là chung cư nhà ở xã hội và có 3 block. Có trước mặt đây là lốc A, bên này là lốc C và bên này là lốc B. Thì mỗi lốc thì cao 26 tầng, có tầng 1 là tầng gửi xe và tầng đây là tầng tầng trệt là tầng gửi xe và một tầng nổi và 20 từ đây là các tầng shop house, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 là các dãy thương mại, mua bán thương mại, còn tầng 5 tới tầng 25 là các căn nhà ở xã hội. Và để cho các anh chị mình có thể là hiểu hơn, cho các anh chị mình có thể là biết được về thiết kế căn hộ bên trong như thế nào thì xin mời các anh chị cùng đi theo em Châu. À, hiện tại đang có chính sách rất là tốt từ chủ đầu tư, các anh chị có thể là sở hữu ngay căn hộ ở chung cư BH Nha Trang với giá từ 900 cho đến 1 tỷ 2 là có thể là sở hữu, và các anh chị chỉ cần trả trước 50% giá trị tổng căn hộ là có thể là vào ở, phần còn lại là do ngân hàng có thể là chi trả. Và bây giờ thì xin mời các anh chị cùng đi theo em Châu để xem hết. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu xung quanh tiện ích của tòa nhà chung cư BH nha. Đây là bên trong thang máy. Thì thang máy ở đây rất là mới nha các anh chị, không như những lời đồn nói là chung cư ở đây thang máy không tốt. Thì ở đây Châu đi trực tiếp nè. À, bên đây là bên trên rất là mới bằng inox nè. Đây là cửa rất là vệ sinh sạch sẽ. Ở đây là dưới sàn được ốp gạch trang trí rất là sang trọng nha. Đó, đây là bên trong cái buồng thang máy rất là rộng và không phải chờ thang lâu nha quý anh chị ơi. Đó, còn bây giờ thì ở đây là khu vực sảnh, sảnh ở dưới tầng tầng G. Tầng G này thì sẽ đi ra ngoài bãi đỗ ô tô và xe máy. Thì chỉ có một tầng để ô tô và xe máy thôi, đó là tầng G. Mà ở đây gọi là tầng G mà thông thường đây là gọi là tầng hầm mới là chính xác. Còn tầng 1 là khu vực tầng trệt nha quý anh chị. Đó, thì các anh chị có thể là để xe máy và xe ô tô ở đây. Thì có ba mỗi block thì sẽ có hai cửa thang máy như thế này. Thì cư dân sẽ không chờ đợi lâu đâu nha quý anh chị. Còn bên này á là bãi đỗ ô tô. Phí giữ ô tô thì ở đây tầm khoảng 5 đến 600 nghìn một tháng thôi. Còn xe máy thì 100 đến 120 nghìn. 120 nghìn một tháng. Còn đây là cái khu vực cửa thoát hiểm. Thì Châu cũng đi vào cho các anh chị mình ở xa nè. Mong muốn mà muốn ở khu vực này á, thì có thể là biết hết mọi nơi mà không cần đến trực tiếp tại chung cư BH Nha Trang nha. Đây là cái lối đi vào cửa thoát hiểm, đi từ tầng G để lên tầng 1 là tầng trệt. Đó, thì có đèn đầy đủ luôn. Đèn nè, đi tới đâu thì đèn sáng tới đó nha các anh chị. Rồi, đây là cái cửa thoát hiểm đi ra vào á. Đó, thì sẽ ra khuôn viên phía giữa, cái lối khuôn viên phía giữa ở ba lốc tòa nhà. Đây là lốc B nè, đây là khu vực lốc B, lốc A và lốc C. Ở dưới tầng 1 á, thì có các căn shop house thì cũng đang được cho bán và cho thuê nha quý anh chị. Đó, thì ở đây là nếu mà các căn shop house thì là pháp lý là sở hữu lâu dài nè. Đó, mỗi block đều có cửa thoát hiểm đi xuống tầng G
Và cái căn ở đây thì cư dân ở cũng khá là đông, trên 60% rồi nha các anh chị. Đó, trên 60%, hầu hết thì mọi người cũng đang cho thuê. Có khách nước ngoài, khách Hàn Quốc ở đây rất là nhiều ạ. Và vị trí căn này rất là gần biển và gần Vinpearl. Đó, thì từ cái lối hành lang của căn chung cư thì cũng có thể là thấy được Vinpearl luôn nè. Một căn hộ 2 phòng ngủ 68 m² mà giá chỉ tầm 1 tỷ mốt, có tin được không ạ? À? Hoàn toàn có thể tin được. Đây là một căn hộ chung cư nằm gần biển với Nha Trang, đối diện đó là chính là Vinpearl. Các anh chị có thể là ngắm pháo hoa ngay tại nhà mình luôn. Vị trí này cách biển chưa tới 1 km nữa, đi tắm biển rất là gần. Và ở đây các anh chị có thể là mua hải sản tươi sát bên dưới chân nhà mình, đó chính là chợ Bình Tân, Nha Trang. Và không hề có, và diện tích căn này là thiết kế căn 2 phòng ngủ 68 m², sở hữu lâu dài và thiết kế rất là thoáng, có hai ban công cho các anh chị luôn nha. Và bây giờ thì em Châu cũng sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết về thiết kế căn cũng như là vị trí. Trên một mặt bằng tầng này thì sẽ có hai thang máy, một thang máy ở phía đầu trên kia là có hai thang máy, và ở đây là hai thang máy nên là các anh chị không chờ đợi quá lâu để mình có thể là lên tầng được ha. Và đây là thiết kế, Châu sẽ quay cho các anh chị một căn mẫu view sông và view thành phố và được cái view biển nhìn ra Vinpearl nữa, rất là tuyệt vời các anh chị ạ. À, đây là căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, thì bước vào bên bên đây thì sẽ có một cái nhà vệ sinh đó, thì có đầy đủ bồn vệ sinh, kính, lavabo. Các anh chị về mình lắp thêm về cái kính chắn cửa và hệ thống vòi sen nữa là chúng ta có thể là sử dụng được ha. Cái giá này là giá chủ đầu tư bàn giao thô nên là các anh chị mình có thể là tự do thiết kế theo ý của mình. Với nếu mà các anh chị chưa tìm được ai thiết kế thì Châu cũng có thể là giới thiệu cho các anh chị một đơn vị tư vấn thiết kế thi công. Bên đây là khu vực nhà bếp nè, thì có luôn sẵn hệ thống ống điện từ, ống 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 máy lạnh nè, ống đây là ổ điện, hệ thống thoát nước đầy đủ. Còn bên này á, là khu vực không gian phòng khách, thì đây là thiết kế để tivi, ống chờ của máy lạnh. Đây thì các anh chị làm một cái bộ sofa, và đặc biệt thiết kế ở bên này rất là thoáng nha các anh chị đó. Và có một cái bộ ban công rất là rộng. Ô, mời cameraman quay cái cảnh chiều ở đây rất là đẹp nè. Đó, hoàng hôn buông xuống, ở đây là khu vực sông Quán Trường. À, của bé đổ rễ sông Quán Trường đổ ra biển rất là đẹp. Bên đây là núi Cảnh Long nè, phía bên dưới này đó là chính là khu vực phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Buổi tối lên đèn rất là đẹp đó anh chị, mát mát cực kỳ luôn. Bây giờ là 3 giờ chiều nhưng mà không hề nắng chiều vô căn hộ mình. Còn các anh chị nhìn được ở bên kia đó chính là Vinpearl và hệ thống cáp treo. Mà khi mà chúng ta ở đây, chúng ta có thể là di chuyển qua cái khu du lịch Vinpearl là nổi tiếng ở Nha Trang, Việt Nam và cả thế giới luôn nha các anh chị. Khi mà có các sự kiện pháo hoa, pháo bông á, thì mình đứng đây mình có thể là nhìn được thấy pháo hoa ở bên kia luôn, không cần phải qua Vinpearl luôn các anh chị ạ. À, bây giờ thì em sẽ đưa cho các anh chị xem về thiết kế của hai căn. Bên này là căn phòng ngủ của trẻ con nè. Đó, thì ở đây cũng có một cái cửa sổ rất là lớn để có được view cũng nhìn ra đẹp giống như là view ban công phòng khách của chúng ta luôn. Ở dưới này có nhiều trường học lắm nha các anh chị, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, tiểu học đầy đủ luôn. Nên là chúng ta về đây ở là con mình không có lo phải tìm cái chỗ để học và để sinh sống nha. Gần đây thì có bệnh viện Vinmec nè, bệnh viện tâm trí đầy đủ cho các anh chị mình luôn. Mà đây là khu vực phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ master thì dành cho ba mẹ. Trong phòng ngủ này thì các anh chị có thể là để một cái giường, tủ và một cái nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Và liền kề với căn phòng ngủ này á, à đây thì nhà vệ sinh này cũng có đầy đủ hệ thống nha. Đó, các anh chị về lắp thêm hệ thống ống nước. Cái giá này cực kỳ rẻ rồi anh chị ạ. À, bên này á là khu vực sân phơi để các anh chị có thể là phơi đồ ở ngoài khu vực này. Đó, cái ban công này cũng hướng vào là để đón được ánh sáng tự nhiên, gió và
điều hòa không khí, đối lưu không khí trong căn phòng này. Với mức giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ 1 tỷ 1 vào một vị trí gần biển, sở hữu lâu dài là chung cư nhà ở xã hội. Tuy nhiên thì ở đây em sẽ nghe chia sẻ từ chị chủ đầu tư là khoảng trong một thời gian ngắn tới đây thì chị sẽ chuẩn bị ra sổ. Nên là đây là cái cơ hội tuyệt vời để cho các anh chị đầu tư cũng như là lựa chọn một nơi an cư gần biển, gần các tiện ích dân sinh và gần với Vinpearl Nha Trang. Các anh chị đừng bỏ qua căn này mà hãy gọi ngay cho em Châu theo số điện thoại trên màn ảnh 0907 063 246. Nếu các anh chị có cảm nhận về căn hộ này như thế nào thì hãy bình luận phía bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị mình ở những phần video chia sẻ về nhà Nha Trang lần sau ạ.